Chào mừng anh em đã đến với video cùng với Sơn Cô Ban. Trong video này tôi xin chia sẻ với anh em về bộ công cụ mà tôi sẽ cung cấp cho anh em trong khóa học setup studio tại nhà và quay video chuyên nghiệp này. Thì cái đầu tiên trong bộ công cụ này thì tôi sẽ xin cung cấp cho anh em là hai cái vít lở như thế này này. Hai vít lở này và một cái móc như thế này. Hai vít lở để chúng ta sẽ đóng vào hai đầu tường này để chúng ta kéo bức rèm rất là chuyên nghiệp chúng tôi đằng sau đây, đằng phía sau tôi. Và chúng ta sẽ có một cái móc này để chúng ta móc dây lên. Và chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta tăng cho cái dây rèm nó căng ra để cái rèm nó rất là căng phẳng để cái rèm của chúng ta đằng sau nó sẽ phẳng, nó không bị nhăn anh em nhé. Ok, đầu tiên là bộ công cụ là bộ ốc vít này. Tiếp theo sẽ là một cái cuộn dây inox dài 5m rất là đẹp, rất là bền để chúng ta có thể căng lên và chúng ta treo cái rèm của chúng ta nhé. Và ngoài ra sẽ trên màn hình anh em đang xem sẽ có hai bộ rèm, một bộ rèm là màu xanh và một bên rèm là màu đen. Mỗi tấm rèm sẽ là rộng cao là 1m9 và dài là 4m nhé, để cho anh em có thể có một cái màn hình panorama thoải mái luôn, rộng thoải mái anh em có thể quay tiền ga đó. Và cái điều quan trọng nhất trong cái bộ công cụ này mà tôi rất là tâm đắc đó chính là một cái gậy chụp ảnh em nhé. Đây, cái bộ này rất là đẹp này, một bộ gậy chụp ảnh, kẹp chụp ảnh mà tôi rất là tâm huyết trong nhiều năm qua. Nó đã đi cùng với tôi thì nó đã giúp tôi tự quay được các video mà không cần phải hỗ trợ cả, trong bất cứ tình huống nào, trong bất cứ bối cảnh nào, bất cứ đâu, rất là gọn nhẹ anh em nhé. Một cái túi này anh em cho vào xách đi như này, và chúng ta có thể cho vào ba lô, chúng ta có thể cho trên xe ô tô, đằng trong cốp, vân vân. Thì nó là một bộ vô cùng bền và vô cùng ý nghĩa, rất là hay luôn. Thì tôi xin chia sẻ với anh em. Đầu tiên nó khác với các loại khác, đây nó sẽ là một dạng ốc vặn anh em nhé, ốc vặn, và nó sẽ cho ngắn dài cái khẩu độ này ra để chúng ta có thể cho điện thoại vào trong và chúng ta sẽ xoay lại để chặt lại. Khác với cái loại khác là nó sẽ bằng lò xo nhé. Lò xo chúng ta rất là khó kéo và kéo 2-3 lần, vài lần thôi, nhiều khi không cẩn thận nó tuột ra là hỏng mất cái gì lò xo luôn. Và đặc biệt cái núng cao su đây, hai bên cao su này, khi chúng ta kéo ra kéo vào và nhấc điện thoại lên nó rất hay rơi ra. Đây, và cái loại này là loại thực sự là thần thánh, nó rất là bền em nhé, rất là bền luôn, cho nên là tôi phải tặng ngay cho anh em một cái bộ này. Thì ngoài ra đây là cái bộ rất là cơ động em này, đây tôi sẽ vặn vào đây, cái này thì chúng ta sẽ vặn vào đây em nhé. Chúng ta có thể vặn dọc như thế này này để chúng ta kẹp điện thoại ngang, và chúng ta có thể vặn như thế này cũng được. Đấy, hai kiểu rất là cơ động luôn. Và khi chúng ta vặn vào nhá, anh em mình sẽ có thể là chống cái chân lên, nó rất là thẳng này và rất là cứng, và quay nó về mọi hướng nhá. Chúng ta có thể quay về mọi hướng luôn và gập lên gập xuống như này, rất là cơ động, nó có rất nhiều khớp anh em nhá. Vặn ra vặn vào, và chúng ta sẽ tiến hành vặn cái nút này ra một chút xíu này, và chúng ta sẽ cho ba cái chân. Đây, nó làm bằng hợp kim thép rất là chắc chắn em nhé, rất là chắc chắn, nó khác hẳn hoàn toàn so với các gậy chụp ảnh ở trên thị trường, các kẹp điện thoại trên thị trường rất là mỏng, nhưng thằng này rất là chắc. Em nghe thấy tiếng tôi đúng không? Nghe tiếng rất chắc nịch luôn. Và tất cả các khớp nhé, các khớp nối đây nó đều bằng đồng hết em này, các khớp nối đều bằng đồng, cho nên nó rất là bền, rất là bền. Và chúng ta vặn chặt nó sẽ chống. Đấy, lòng tôi vẫn chắc như kiềng ba chân, nó rất là chắc chắn em nhé. Và chúng ta chỉ cần kéo cái này, chúng ta kéo sang bên trái này, chúng ta xoay sang trái, chúng ta sẽ nhấc lên. Và muốn cho chặt lại thì chúng ta sẽ quay sang phải em nhé. Chúng ta quay tất cả gậy sang phải thì nó sẽ chặt. Còn nếu chúng ta muốn cho cao lên hay thấp xuống, chúng ta sẽ lại vặn sang bên trái này. Đấy, chúng ta lại cho xuống được em nhé. Vặn trái này, lại cho xuống được. Và muốn chặt thì chúng ta lại quay sang phải. Đấy, nó rất là chắc này. Muốn tụt xuống hay kéo lên, quay sang và xuống đó. Rất là nhẹ nhàng, rất là nhanh em nhé. Chỉ trong tích tắc vài giây thôi, anh em đã set up được một gậy chụp ảnh rất tuyệt vời rồi. Và chúng ta sẽ vặn cái này lên, và chúng ta sẽ cho cái điện thoại vào. Đây, điện thoại tôi đây, tôi sẽ kẹp điện thoại vào như thế này. Khẩu độ nó rất là dài, cho nên anh em bao nhiêu inch anh em cũng đều có thể cho vào được hết anh em nhé. Và chúng ta sẽ không phải bị sợ hỏng, ui cái lò xo này sẽ rất là nhanh hỏng rồi, nó a bờ cờ, sợ rơi điện thoại. Chúng ta kẹp quay phát là ok, rất chắc chắn rồi. Và chúng ta khi kẹp chắc như này rồi, chúng ta sẽ cố định khớp này lại này, nó có khớp này, cố định góc lại này. Đó là chúng ta có một gậy chụp ảnh rất là chắc chắn rồi, em thấy không ạ? Đây, đấy, rất là ok luôn. Đó, thì nó, tôi thấy cái gậy này quá tuyệt vời. Và cái điều đặc biệt hơn nữa em nhé, hơn nữa là đi cùng với này nó có một chỗ kẹp cái bộ điều khiển này, nó để đây này, bình thường sẽ để đây, còn nếu không chúng ta sẽ rút ra. Và đây nó, bộ điều khiển nó sẽ kết nối với cái điện thoại của chúng ta nhé. Và chúng ta chỉ cần dùng bộ điều khiển này để chúng ta điều khiển camera tắt và bật để quay video hay chụp ảnh. Đó, chúng ta không cần phải nhờ bất cứ một ai khác mà tự chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ nhé. Trên đây bộ điều khiển nó sẽ có 3 nút em này, 3 nút, một nút là chụp ảnh này, tăng này và giảm volume. Đó, thì nó rất là hay, đây nó kết nối Bluetooth, anh em chỉ cần bên cạnh này nó có cái nút gạt lên, chúng ta gạt lên on và chúng ta vào Bluetooth trên máy điện thoại, chúng ta chọn nó kết nối với thằng Junteng này, trên đây nó có cái tên của nó này, nó có khắc mờ cái tên nó là Junteng, và chúng ta cho điện thoại kết nối với Junteng là chúng ta có thể bật tắt được. Anh em nhìn thử này, tôi sẽ làm thử cho anh em xem, tôi vừa kết nối rồi đây em này, tôi chụp này, đây đấy, tách tách đó, và quay camera như thế này, chúng ta xem này, quay đó, nhảy được,
Đạt, đó, chẳng cần phải nhờ bất cứ ai cả mà tự chúng ta thể quay các video vô cùng độc lập em nhé, bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào. Thì vừa rồi tôi vừa giới thiệu với anh em một cái bộ công cụ mà tôi sẽ cung cấp cho anh em trong cái khóa đào tạo về tự setup video và quay video chuyên nghiệp tại nhà. Thì thực sự đó là những cái tâm huyết mà nhiều năm qua tôi đã sử dụng và tôi đã thực hành ra những cái kinh nghiệm như thế để có các video mà như anh em, kết quả mà anh em đã xem hiện nay. Thì hy vọng rằng với bộ công cụ này thì anh em thực sự là nó sẽ giúp cho anh em giống như bọn nó đã giúp tôi trước đây để có các video thế. Và mong rằng anh em sẽ sớm có kết quả, sẽ sớm có những video như mình mong muốn. Và nó thực sự là những cái công cụ, những cái yếu tố mà giúp chúng ta có thể là quảng bá thương hiệu cá nhân, thương hiệu doanh nghiệp và giúp chúng ta bán được nhiều hàng hơn, giúp được nhiều khách hàng hơn nữa. Và chúc cho anh em sớm thành công. Xin chào.